Hòa Lan Thời Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hòa Lan. Hôm nay, Hòa Lan lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một cách thắt cà vạt mới. Cách này cũng rất là đơn giản. Đây là cách thắt cà vạt đơn. Trước khi thực hành, quý vị và các bạn chúng ta hãy chọn một chiếc cà vạt nhé. Ở đây, Hòa Lan chọn một chiếc cà vạt màu đỏ, bản rất là nhỏ, rất là thời trang và rất là trẻ. Sau đó quý vị và các bạn hãy kiếm một cái ghế nhé, ngồi theo đúng hướng của Hòa Lan đang ngồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Chúng ta hãy để phần chân của mình làm một cái điểm tựa. Sau đó thì sẽ làm như thế này. Đấy. Bây giờ chỉnh như này nhé. Chỉnh như này sao cho phần nhỏ của cà vạt, phần đuôi của cà vạt đấy, nó tầm độ hơn một găng tay. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ làm như thế này. Đấy. Tay trái nhé, cứ chặt một chút để nó khỏi bung. Tay phải chúng ta tiếp tục quấn như thế này. Tay trái vẫn giữ chặt, tay phải vắt sang đây. Đó. Sau đó là kéo nó lên. Kéo lên nhé. Trong quá trình kéo thì cái tay trái vẫn phải giữ chặt nhé, nó bung ra. Sau đó chúng ta sẽ lồng vào nhé. Lồng vào đây. Kéo xuống một chút. Đó. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh nhé. Đó. Chỉnh. Bạn thấy chưa? Rất là tròn, cụ ấu hình tam giác, tròn căng. Đấy. Và chúng ta sẽ lật mặt sau. Ở mặt sau chiếc cà vạt rất là cân, rất cân nhé. Đấy, rất là cân, rất là cân, cân. Đấy, thì khi thắt chúng ta sẽ bẻ quả áo sơ mi lên, quàng cà vạt này vào, sau đó bẻ quả áo sơ mi xuống. Đấy, sau đó là rút nhé, cứ rút chỉnh như này thôi. Đấy, chỉnh, chỉnh. Đấy, rất là đơn giản, chỉnh như thôi. Đấy. Thì ở kiểu này khác với này, kiểu tôi đã hướng dẫn ở video trước là gì? Ở kiểu này thì hai phần này nó cân nhau, nó cân nhau. Đấy. Đấy, nó rất là cân ở giữa như này. Thế và củ ấu nó rất là cân. Nó cân, nó không bị nghiêng. Đấy. Và đặc biệt khi chúng ta muốn tháo ra nhé, thì chúng ta sẽ rút, cầm cái này rút và kéo ra thì nó sẽ bung hoàn toàn, không bị thắt nút. Đấy. Kiểu này nó khác với lại kiểu trước một chút xíu thôi, nhưng đây vẫn là kiểu thắt cà vạt đơn. Quý vị và các bạn thấy đơn giản không? Rất đơn giản phải không nào? Đấy. Chúng ta cứ thực hành theo đúng như của Hoàng Lân nhé, thì sẽ rất là dễ không. Đấy. Hôm nay Hoàng Lân xin dừng lại video clip ở đây. Các bạn thấy bổ ích, hãy cho Hoàng Lân xin bật like và đăng ký kênh nhé, để chúng ta tiếp tục theo dõi những video sau. Cảm ơn quý vị và các bạn.